Rồi quý vị ơi, hôm nay là chủ nhật, ngày mấy thì tháng 8 hay gì đó, 8, 9 gì quên mẹ nó rồi, giờ chỉ nhớ chủ nhật thôi, không biết phải chủ nhật không nữa. Tôi bây giờ mấy ngày nay tôi đi chơi không mà quý vị ơi, đi tới vườn anh em rồi tôi thăm anh em, rồi tôi chơi không, tôi quên đi công việc nhà hết rồi. Giờ tôi về đây thằng Kobe nó nói kêu kêu tôi quay vài clip bán cho quý vị, chứ hôm ngày cũng 2, 3 ngày rồi không có bán hàng đó. Thì tôi bây giờ đó, tôi đang để cho Kobe nó bán hàng, chứ giờ tôi cũng không có đứng lên bán nữa. Lâu lâu thì điện thoại bắt máy vậy văn nghệ chơi, chứ còn nhiều là tôi bàn giao cho Kobe hết rồi. Có gì quý vị mà điện tôi không được thì cũng thông cảm nha. Lên đây chơi là cũng giống như cái trò chơi vậy đó, vui thôi, vui là chính thôi, chứ cũng không có cái gì mà hơn thua gì trong đây hết trơn với nhau quý vị. Chứ có anh nào mà mua được cây thì vui, còn không mua được cây thì buồn nha. Điện thoại được thì vui, còn không được thì chị điện thoại đụng má đụng mẹ thì không có tốt. Thôi vậy thì không nên chơi vậy làm gì, dầu điện cho tôi không được thì thôi hoan hỷ đi, còn khó khăn quá nữa thì đi qua mấy kênh khác mua thiết tra gì phải không, đâu nhất thiết phải có tôi đâu mà cứ điện ghéo tôi hoài ha, được không được gì đó cũng vui buồn gì đó ha, vậy thì không tốt nha. Ở mấy ngày nay tôi đi chơi không biết bữa nay tôi quay cái phong này quý vị có nhìn thấy rõ cái phong này không nha, tại vì cái trong nhà này cái chòi của tôi nè trong đây nè nó bề bộn quá đi, cho nên nó tôi không có bề bộn quá trời quá đất luôn, cho nên mỗi bữa quay trong cái nền kia mà nó bề bộn quá, bữa nay tôi phải đưa ra đây tôi quay đi cho nó trống trải nè. Mà không biết sáng quá giờ này gần 7 giờ sáng rồi, quay xong là cho cô Bỉ đăng lên bán giúp vui cho quý vị vài lô, với lại cái thằng shipper hổm gài á, tôi bán ngày nào cũng 20-30 thùng không, bây giờ á, là tôi không có bán mấy ngày nay, tính ra là có chừng tuần lễ 10 ngày nay là tôi hạn chế bán hàng rồi, cho nên shipper nó nói lông gài bán hàng ít quá, nó bị thất thu. Thùng nó kiếm được có chừng 5.000 thôi, nhưng mà tôi lại bán hàng ít quá thì nó lại thất thu, nghe nói thì cũng tội nghiệp. Thôi tôi nói cu bi gán bán duy trì cảnh cảnh lên bán chừng 4-5 lô ngày, cho nó 4-5 lô đi góp gió hành bão, ngày nó cũng được 20-20 mấy ngàn gì đó, thùng nó kiếm được có 5.000 nha quý vị. Lương tháng này nó nói tháng nó có 4 triệu mấy thôi, nhưng mà nó nhờ cái thu nhập thêm vô cái kia vô. Bữa tôi đi tôi mới sưu tầm được cây sâm hương nè quý vị, không biết nắng quá quý vị có thấy không nha, cái sâm hương này ôm đá nha quý vị, nó của ông anh với Gò Công á. Ông ơi, mà tính ra tôi đợi cây này cũng mấy năm rồi, 3-4 mùa gì rồi đó nha. Đó, sẵn quay quay mặt xa cho quý vị, khoe cho mấy ông anh già rồi mấy ông coi chơi cho đỡ buồn nè. Nó nè, biết thấy đường hay xá gì không, nó đây đó, thấy không, ôm vô cục đá nha, xiết vô luôn nè. Này nắng hơi bị chói nha quý vị, thôi thông cảm đi, cái này quay cho vui chơi thôi, rồi chủ yếu bán mấy cái cây nay bán cho cũng được 5-6 lô gì đó, có chừng vài lô là được rồi, nhiều quá mệt lắm vậy rồi, không có hơn thua gì đây nhiêu hết trơn. Ông nào mua cây được vui, còn không mua được thì chửi thề đụng má đụng mẹ đụng mệt lắm. Ổng có rồi, giao hàng cho mấy ổng rồi, lu su bu lắm đó, nói về ba câu thôi. Bây giờ bắt đầu vô bán hàng nha quý vị, giờ tôi mượn cái phong ở đây tôi bán hàng luôn nha, mốt tôi có thể quay sớm chút cho mặt trời nó không có chá, chứ giờ ở trong kia nó bề bộn quá. Cái chòi tôi nhà cái chòi có chút xíu à, để đó rồi để bên nay nhập chậu rồi về ép chậu, bi nó ép chậu nè, ép chậu quá trời quá đất nè, để nó ổn định rồi bán nha quý vị, như chậu nè đó, nó ép chậu hết chân luôn rồi đó nha. Tối tối là nó rảnh nó ép chậu tới 8-9 giờ tối nó mới ngủ nha quý vị. Rồi còn tôi sống ngoài vòng pháp luật rồi, tôi chẳng muốn làm gì nữa hết chân, bàn giao cho nó rồi, hôm mốt rồi tôi bắt nó lên đây nó quay phim luôn á nha quý vị, nó bán luôn á nha. Điện thoại tôi vẫn để số điện thoại tôi cũng đưa cho nó để nó bán, chứ để hồi nhiều khi cái số nó mà người ta cái điện tôi không à, tại vì dù gì cũng bán trên năm rồi. Đó, có mấy cây liễu rồi nữa nè, cái gánh gánh này thầy quên nhắc cho quý vị nữa nha, cái nào mà tôi bán thì tôi lên đây tôi nói tôi bán nha, còn nào tôi nói đi chưa giao lưu thì quý vị đừng có vô mà yêu cầu tôi nha quý vị. Bữa hổm có mấy cái cây mà để đây là cây chiếc thủy rồi đó, mai chiếc thủy rồi ha, là tôi để trên đây nè, là tôi bán hết trơn luôn rồi nha. Anh Sơn ở ngoài Nha Trang Khánh Hòa là anh lấy hết trơn luôn rồi nha quý vị, đó cho nên quý vị thông cảm nha. Anh đề
ảnh là điện cho đệ tử tôi, đệ tử tôi về nói với tôi nói thôi ảnh quen thôi con gửi cho ảnh luôn đi, 4 cây luôn nha quý vị. Nay tôi sưu tầm được có 1 cây cam Mỹ nữa nha quý vị, cần thân ghép cam Mỹ nha. Đó, rồi đó, cũng mấy cây cũ không chứ không có gì mới trơn, có sưu tầm được cây này nè, cây sâm hương mới, cây này hàng mới nhập vô bọn đây đó, cây này chưa có giao lưu nha, cây này tôi mua 350 rồi nè, chi phí về là ra 350 rồi nè, chưa có giao lưu được nha quý vị. Đó, khi nào tôi bán là tôi nói tôi bán là tôi bán, còn cái nào tôi nói chưa có giao lưu là chưa giao lưu, quý vị đừng có yêu cầu mất công lắm, tánh tôi vậy tôi chơi đã tôi chán tôi bán. Đó nè, cái hổm nói cây này mua 2,5 triệu nè, con mốt chán bán 1,5 triệu, không biết cây mua không, 1,5 triệu không mua xuống 1,2 triệu đó. Cái đó là đồ chơi, đồ chơi nó như trò chơi vậy, thích mua không thích thì bán lại, còn cái nào nó mua về bán là bán. Cây này cây chăn trắng này nha quý vị, bữa nào rảnh đưa lên bán nha, trắng mà trắng tinh khôi luôn á nha, chứ không phải là cái trang mà trắng ha, ấy nha, lâu lâu nó có đột biến vô cái một cái bông màu tím nữa nha. À, để nó đi, bữa nào rảnh bán. Rồi bây giờ trở lại đây thì tôi bán cặp bông giấy này cho quý vị đi nha. Rồi cái cặp bông giấy này là 300k bao ship toàn quốc luôn nha quý vị, anh nào quen ship code lại chuyển khoản nha quý vị. Đó, trong cái clip này là tôi bán có 1 cặp bông giấy này thôi nha. Đó là ai nào quen á thì ship code lại chuyển khoản 300k nha. Cái này giấy này giấy người ta ghép nha, cái rễ của cây giấy Mỹ mà ta ghép với giấy cẩm thạch nha, luôn chậu như vậy luôn nè. Đó là 1 cặp là 300.000 bao ship toàn quốc luôn nha. Rồi vậy đi nha quý vị, cái clip này bên sai mấy thì tôi không có nhớ, để hồi nó đệ tử nó bán rồi nó đưa lên thì nó nói cho quý vị biết bên sai số mấy. Đó, giờ chỉ biết là cái tỷ lệ nó vậy thôi. Rồi cái cặp này là 300k, rồi xuống đi để tôi đưa lên cái bên size khác nha quý vị. Rồi kết thúc quý vị rồi.